À, xin chào em. À, hôm nay mình có mặt tại nông cơ 7G ha. Thì cho anh hỏi cái này mình của khách đậu hay là của mình đây vậy? Cái mặt này là mình mới đóng xong để bán. À, để bán hả? À, để bán. Một cẩu nha. Ủa, mình mới đóng xong để bán, còn cái máy cày này? Máy cày này là để kéo. Ý là kéo chơi thôi chứ không để bán chơi, để di chuyển, để xài. Chứ không bán hả? À, vậy. Không có bán. Ồ. Bán cái mới không à? À vậy hả? À, cái rồng mọt này là ý là bây giờ là mình đóng xong rồi mà nó xài cẩu hả? Để cẩu để bên kia kìa, đó chưa gác lên. À. Nào cần à, cẩu có lớn cẩu. Gác cẩu lớn, nhỏ thì gác nhỏ. Ủa còn này dàn cày ai đóng đây? Dàn cày này mua hả? Mua về. Mua về bán lại để hả? Cho khách. À, như cái rờ mọt này thì mình đóng mà nó có cẩu rồi vậy thì khoảng bao nhiêu tiền một bộ này? 100 triệu không? Hay 200 triệu? Khoảng 200, cho mấy cũng có, tùy theo lớn nhỏ. À, nếu mà rẻ nhất thì bao nhiêu tiền? Cả 170. 170 là bao nhiêu tấn? Cả 2 tấn rưỡi. 2 rưỡi. Ừ. Còn cái này mà mình đóng cái rờ mọt không thì ở đây có đóng không? Có đóng hết á. Không có xài cái cẩu? Đóng hết. Giá bao nhiêu tiền? Mọt mà đóng ben mà để chở cát á. À, tùy theo khách hàng đặt ngang 90-80 có à. ngang thí dụ là 2m, ờ 3m ha, dao động khoảng cỡ 85 triệu. Có ben không? Có ben luôn. Ben 2 ti. Ồ, rẻ. Tại vì vậy là dàn kia là nó mắc dàn cẩu. Cẩu mắc. À, tại sao mình không kiếm cái cẩu rẻ mình mua về mình bán cho người ta cho nó rẻ? Biết sao, lấy cái ngon ngon cẩu cho nó ngon. À vậy hả? Rồi đi vô đây. Người ta nói sao bán cái rẻ quá cẩu không được. Máy cày này sao đi em? Còn chạy được không hay là nghĩa địa không á? À, nghĩa địa hả? Ừ. Là mình thí dụ giờ anh bỏ bình vô nó có nổ không? Nổ hết chứ. À vậy hả? Xe nghĩa địa mà. À, con này có hồi trước thì nói thật sự hồi trước thì khi mà anh biết em là em đa số em đóng những cái rờ mọt và cẩu này nọ và bán mấy cái máy cày bằng nghĩa trang. Nhưng mà thì bây giờ thì anh lên thì anh thấy em toàn bán mấy cày nghĩa địa không. Lớn có nhỏ. Thì ngày xưa là em bị mang cái tiếng ở trên kênh của anh là em bán mấy cày dân dùng. Thì bữa nay em còn bán mấy cày dân dùng nữa không? Không, bữa nay chơi nghĩa địa không à. Nghĩa địa không hả? Chơi thực tế. À, cho thực tế hả? Rồi. Bữa nay thì anh mới có dịp anh đi ngang qua đây thì anh tham quan để anh biết chứ không cỡ người ta nói ở 7G bán toàn mấy cày dân dùng không thì cũng tội cho hắn ha, tội nghiệp. À, như chiếc này mình có dám báo giá gì không? Dám chứ, GL32. À, đâu? Con này giá 135 triệu à. Số GL32 đâu? Nó mắc số GL32 rồi. À, 135 triệu là nó máy lạnh luôn. Có máy lạnh đầy đủ. Rồi, có dàn cày không? Dàn sới không? Không, đầu không à. Báo giá à, đầu không hả? À. À, như vậy thì cái chiếc này thì nghe người ta nói dòng GL này nó côn nhất, số nhất gì đó phải không? Nó bên điện. Bên điện thôi đúng không? Bên điện thì đời cao rồi chứ nó có ảnh hưởng gì đâu. Điện thôi, chứ, gì, chứ có sợ thôi. Nhất là số côn số nhất. Nó sẽ động tốc bình thường. Như vậy rồi cái hộp ở dưới này nó có không? Cái nắp này nè. Có chứ. Đầy đủ không? Đầy đủ. Đâu để anh coi thử máy cày rồi vỏ thì ok ha. Rồi bánh đồ ok. Trời. Như cái dòng này là của Kubota đúng không? Kubota. Mà nó xài ngon em, theo như cái đánh xà beng của em. À, đánh nó, giá nó thì dòng cô ta là đứng đầu hiện nay trên thị trường rồi. À vậy giá hả? Lúc nào nó vẫn cao hơn mấy dòng khác. Ồ, cái con này đời người, những cái đời mới là nó sử dụng những cái số này, cái số để tăng nó, cấp như vậy để bà con dễ sử dụng. À, dễ sử dụng cộng với lại xài bên điện thì bên điện nó là có gì đâu, nó rất bền chứ có gì đâu đúng không? Bên này số sới à, bên này số chạy à, đây Peter đây. À, sẽ chạy đây. À, tóc nó xài động tóc mà. Con này mới có được có 2093 giờ ha. Xe còn quá đẹp còn luôn. Mới luôn. Mở này ra cho anh em coi luôn. À. Đó. Ồ, còn mới ghê ha. Hồi nãy nó 100 mấy? 135. 135. Ồ, máy lạnh lóc lạnh luôn nè. Đó, lóc lạnh. Ừ. Lạnh lắm. Đầy đủ. Đi xe hơi. À. Lóc nào chả lạnh. Lóc lạnh nào chả lạnh như xe. Còn con này nó có hai cái nắp hai bên không? Đây, nó đây, ký hiệu nó bên này. À vậy hả? Đầy đủ hả? Nó là N. Nó gì? Hinomoto N, hay dòng N 239 này dòng này đời cao rồi. Xài bên điện. Số tài luôn. Chế bên cơ dễ lắm em ơi. Con này cũng giao cho khách hàng à, lấy tiền cọc rồi. Chế qua bên cơ dễ lắm. Ủa lấy khách giao lấy tiền cọc hả? Rồi, vậy bỏ giờ thí dụ giờ có con này mà con khác thì em bán giá khoảng bao nhiêu? Con này giao quá 90 à. 90 hả? Rẻ dữ vậy. 32 mã lực. Rồi như con này.
con này dân 4.300. À, là giá bao nhiêu? Hệ thống cơ toàn bộ 43 mã lực, máy turbo nha. À, hai cầu. 125 triệu. 125 triệu, 43 mã lực, hàng đúng hàng nghĩa địa luôn. Anh nhìn là đúng mát nghĩa địa, đúng nghĩa địa luôn. Đẹp mà. Đúng, ok, đẹp. Đúng, ba là bao mà nhện nó văng rồi em ơi. Nhện văng rồi. Để lâu quá nhện. 2063. 4.300 mấy này, con này kéo hay là cái thời kỳ mà bất động sản mà nó kêu bằng nó sốt quá, những cái con này bán chạy ghê lắm. Nói chung lúc mà anh em cứ yên tâm, lúc mà cái đất mà nó sốt quá, dân cứ bán đất mua mấy cày vậy. Cày không kịp. Nhưng mà có điều cái con này sốt lắm, em biết tại sao. Có nghĩa là nó to để người ta chở đất á. Với là nó hệ thống đào đất à, người ta chở đất không người ta chở đất. Rồi con này nhiêu? Con này SD 4.000 á. À, ODO, DO. Con này bao nhiêu? 143 triệu. 143 triệu. Đùi lớn cầu lớn. Này 40 mã lực luôn. Ồ. 40 mã lực. Xe không có thấy sơn đồ gì luôn ha. Ủa cái này con có tút sơn này phải không? Khi nó xét à, chút xíu. Nhưng mà hàng đẹp á. Anh theo anh đánh xà beng quên. À, đánh giá là hàng đẹp á. Nhìn lốc là biết rồi. À đúng rồi. Đẹp. À, okay. Đúng. 2.300 giờ. Yên rồi, chưa ấy là mình có biết cách tua cái đồng hồ này lại không? Không, không biết tua. Không biết tua hả? Không biết thôi. Để có gì anh chỉ cho. Giỡn chơi cho vui. Rồi. International này, nghĩa địa hay nghĩa trang? Nghĩa địa. Một hai cái già đang tháo thôi. À, bao nhiêu tiền? Con này 35 triệu à. 284 là nó là bao nhiêu mã lực? 84 mã lực hả? Không. 228 mã lực. Mình đọc 84 cũng được. Thôi đúng là nó 28 à. 28 mã lực hả? À, dạ. 84 giờ có mấy con bự nè. Ủa sao em đội nón bảo hiểm em sợ anh đánh à? Đúng rồi nắng. À, dạ. Con TS 2510 này giá khoảng bao nhiêu em? Con này bán cho bà con mình giá yêu thương 78 triệu thôi. 78 triệu, hai cầu. Ủa con này nghĩa trang nghĩa địa? Đây toàn nghĩa địa không à? Không có nghĩa trang hả? Nghĩa khẳng định một câu cuối cùng đúng không? Nghĩa địa không. Rồi, có mua bán và trao đổi không? Bán không chứ không có đổi. Vậy em xóa cái chữ trao đổi đi. Có chữ trao đổi. Đâu coi có chữ trao đổi ngoài bản không? Không có. Không có à? Không có thôi. Đừng có xóa đi. À, con này là nó là có cái lốc đồ có tút lại đúng không? Bánh thì còn đẹp. Rồi bánh đồ này còn đẹp nhưng mà nó còn thiếu cái đồng hồ hả? Nói với ông anh nghĩa địa thì nó có chỗ này chỗ kia. Bảo mình xài cũng... Cái nào của đó đúng không? Ừ. Cái dòng văn ma lúc nào nó cũng đẹp ha? Đúng không? Ừ, dân ma lúc nào cũng 3.220. 105 triệu. Có dàn cày luôn nha, dàn sới luôn nha. Dàn sới đó 17 triệu đó, gắn đầy đủ 17 triệu. 3.200, mà giá 17 triệu, cái dàn sới 17 triệu. Nó đi dàn sới lớn mà, dàn sới 1m8. Là cái đó mình tính tiền như thế nào? Tính cứ 1m 1 triệu hả? Hả? 1m 1 triệu còn cái... Mét sao à, đó? 1m... À. Nó có 1m7 à. À 1m8 hả? 1m7, 1m8. À. Thì theo bà con à. 7 triệu bán không? Người thì xài 7 triệu chưa đủ vốn. À vậy hả? Ủa dàn sới mình mua riêng hả? Mua riêng chứ. Ờ à, cái này là 105 triệu. 105 triệu cộng với cái dàn sới nữa. À không muốn sới thôi. Ai lấy cái xăng thơm mà chùi đi vậy này. Ngoài nó nhập về, rồi bắt đầu nó không biết sợ thuế hay cái gì đó, mới quẹt ra nè. À. Nó sơn kính luôn á. À nó sơn kính hết cái màu luôn. Lấy xăng thơm quẹt ra. À vậy hả, tức cười ha. Bởi hết cái đèn. Sáng nay cho lính ăn khoai hả? À? Khoai lang hả? À? Khoai lang. Không, ăn đi, còn... làm mía. Ô, L1245. L1245. Ừ, dòng L1 3 số. Bán rẻ rẻ thôi, con này con, giá, bán cho 100 triệu, anh em này về xài tốt. 100 triệu. Ờ, 245, 24 mã lực hả? Hai cầu ha. Hai cầu. Ừ. Mình có Zalo không? Có chứ. Con này mới có 1.200 giờ ta. Ồ, mới mà, tại để dơ dơ chứ rửa lên mới lắm. À vậy hả? Tại vì mấy con này để lâu nó bụi, nó đóng lên ha. À. Để lâu bụi đóng lên. Theo đúng rồi rửa. Cái dòng này là nếu mà lúc mà bán mà thời kỳ đất sốt là nó bán ngon lắm, tại nó đi với mấy cày ở mấy đào. Nó dạng ăn chắc mặt bền. Có nghĩa là người ta mua con này để người ta kéo chiếc máy đào á. Mà người ta mua chiếc máy đào, bây giờ máy đào họ cũng không mua. Mấy cày họ không để lại luôn. Rồi. Rồi giờ mấy cày còn bán được chứ máy đào giờ cuốc đâu nó bắt đó. À, L3001D. Hai cầu. Giá. Con này 101 triệu.
Con này nó có nắp bên này không? Bên này qua nắp không qua đây. Mà sao bên này không, em không để nắp bên này? Cái để cho người ta coi máy. Người ta coi á. Anh nói nè, kinh nghiệm lần sau nha. Cái nắp mà em để cho người ta coi là nắp bên này. Không, em mở cái nắp này ra. Em đóng nắp cái lại, không thiệt mà em mở ra coi. Không, em mở ra coi, tại vì con heo dầu rồi nó nằm bên này. Em mở nắp bên này ra, đúng rồi. Đó, heo dầu rồi, với lại khi người ta nhìn vô nè, người ta thấy những cái con ốc bét này nè. Thí dụ em nói, ô con máy này tôi chưa đụng, không xả bét. Nhưng mà ta nhìn vô bét này, người ta thấy trầy nè. Là ta biết là mình là thuộc dạng xạo. Con cứ coi, gỡ qua gỡ lại, À vậy hả, con này là... Con này đây 367, 367 nhưng mà con này là... Nó là phải là 36 mã lực không, hay là nó lớn hơn? 36 mã lực, tua nó tới 25 cây số giờ mà. Tốc độ á. Tốc độ 25. Như vậy dạng này dạng tốc độ rồi. Tốc độ mà sao nó gắn bánh gai gai thấp, thường là tốc độ gai thấp. Con này thì 105 triệu luôn. Cái dòng này hàng hệ lắm nha. Để anh coi có số ve không? Có sới ve không? Nó xài động tốc. Không, ý là coi có sới ve không á. Không, số bình thường. Có sới ve không á? Số đây là số bình thường. Không, sới á. Vito đây. Hả? Vito nằm. Thường thường là sới ve, cái sới mà số sới nó có một sới đỏ hay sới cam. Rồi. 35. Kuta L35. 35 triệu hả? Không, L35. 35 mã lực. 80 triệu. 80 triệu. Háng rộng. Háng rộng. Xe nghĩa địa luôn. Nghĩa địa. Con này ở đây mình đâu thấy con nào nghĩa trang đâu ta. SD3000. 65 triệu. SD3000 OA hả? Một cầu hả? Nó một cầu. Nhiêu? 65 triệu. 65 hả? Rẻ kìa. Bán rẻ, rẻ, đó, rẻ đó, rẻ đó. Bà con lúc này làm ăn khó khăn, mình nó bán giá yêu thương. Hay là mình nào làm ăn khó khăn. Bốn máy. Nồi đồng cối đá. Con này bán không hay để chân chơi? Hả? Ai mua cũng bán. Vừa chân mà vừa bán. Để xài, ai này thì bán đúng không? Con này nhiêu đây? TA505. Ý là bao nhiêu tiền? Con này giá 160. 160. TA5. Lan Ladder ECK là bao nhiêu mã lực? 50 mã lực hả? Nó 50 mã lực. Cabin không có máy lạnh, máy nóng. Mitsubishi MT32. MT32, hai cầu. Số mảnh. Bao nhiêu tiền? Hệ thống cơ đồng bộ. Bao nhiêu? 75 triệu. 75 triệu. Cái này thằng nào tốt vậy? Bên nước ngoài nó tốt. Tưởng ở Việt Nam. Tưởng Việt Nam mình tốt đê. Tốt Tống Tiền Sơn về cầu cái chiếc nào riêng để y vậy luôn chứ tốt chị Tống Tiền. Chiếc nào? Con này sao đây? Con này 9.000. Mới về hả? Mới về đang dọn, tháo bánh trước ra. Bánh trước lý do tháo. Đó. Nó cũ cũ á, tính sơn rồi cho nó mới. Ơi sơn chị rửa thôi, đừng có ấy. Em có xài thuốc tẩy không? Không. Có biết không? Em xuống Bình Chánh em mua mấy cái can, mà can nó có cái thuốc xịt vô nó trắng đẹp lắm, khỏi phải sơn. Điên lắm á. Hay đã. 9.000. 9.000, đã quá ta, quá đẹp luôn. Vỏ mới cặp đó hết nhiêu tiền? Mấy triệu. Trâu vàng hay vỏ gì? Vỏ trâu vàng hay vỏ gì? Ni lông best. Ni lông 18 lớp 4. Mắc viên nước nào? Mắc viên Việt Nam. Xong xài mắc in Việt Nam, xong xài vỏ ấy đó. Vỏ này cũng xài tốt. Xong rồi xài Ấn Độ. Mà vỏ này xài tốt, xài thử đó. Không mà biết sao. Nếu mà mình cứ xài vỏ nước ngoài riết rồi lấy vỏ Việt Nam bán cho ai, đúng không? Người Việt Nam bán hàng Việt Nam đi. 2 4 6 máy luôn ta. Dữ dằn ha. Này do mã này nó xét nha. Bên Nhật nó để nó phủ á, tiết nó xét. Nhưng máy còn ngon lắm. Phủ tiết hả? Máy ngon, máy nấy chạy được bao nhiêu ngàn rồi? Bấm chì. Bao nhiêu ngàn rồi? Không có để ý, cao quá không trả lời. Lực nhớt nó xài lực nhớt rửa lại được nè. Lực nhớt lớn. Cầu. Không, lực nhất đó nó xoay. Vì cầu đồ đã. Đúng rồi. Nghĩa địa. Ok. Ủa, cái này, mấy con này để chân chơi hả? Giới thiệu như đó đủ rồi, nhiều lắm. Không, vậy hả? R35 rồi nè. Đây, con này. R35. Ồ, dữ ha. Bán không? Bán luôn. Nhiêu? 65 triệu xe nghĩa địa. Con này? Con này T... 2007. T27. 27 triệu. 88 triệu. 88 triệu. Ồ, có con hàng hệ kìa.
Cá pin máy lạnh không? 605. Hả? 605. Là 60 mã lực hả? Nhiều tiền không? 165 triệu. 165 triệu có đuôi sới không? Có cá pin cũng có máy lạnh hả? Có cá pin mà không có máy lạnh hả? Sao nói vậy cho bà con yên tâm. À vậy. Máy lạnh nó tháo bên Nhật. Nó tháo bên Nhật thì giờ nó không có hai cái cửa nữa. Mình xài máy cơ đi. Bây giờ xài cơ đi ha. Gắn giờ nó xài được rồi. Nó chế máy lạnh cũng được. Ừ. Chế hai cái quạt gắn thổi sau thổi tới. Chế bắt đầu cày lên xong cái bắt đầu biến sao không? 2 4 0 2. Anh nói em nghe cày lên xong biến sao? Về người giống như là em tắm ra cái giống như là cái đông sình nó nằm dưới tại vì nước nó phủ lên người mà. Hả? Thôi đi. Ở đây bằng đó được rồi ha. Đi quay pho hả? Tao coi nó ngợp. Coi nó ngợp đúng không? Con pho này nhiêu em ơi? Đây gần gần quay cho bà con coi cái đó báo giá luôn. À rồi ok. À, đã. Đâu? Pho 6 này thì nó là khoảng bao nhiêu ngựa? 6 10 đặc biệt mà con này cầu nếu giữa hết lên. Cầu giữa nha. À cầu giữa. Cầu giữa mà là số bụng nha. Ố cái pho này pho Mỹ hay là pho Sibora? Pho Mỹ chứ. Pho Mỹ hả? Cầu to nè. À, 66 này thì nó bao nhiêu mã lực? 610 bồ trắng phiếu luôn. Nè. Bao bao nhiêu mã lực? Bao nhiêu mã lực? 82 mã lực. 82 ngựa. Ờ. Để nói cho nó đúng. Ở đâu số giữa hả? Số đây, số bụng. Cái thằng Mỹ công nhận nó làm gì nó cũng khác với người ta ha. Dạ, ha. Hai cái đồ đạp nè, nồi đồng cối đá ha. Gì không? Nhìn chưa xài là biết mới. Chưa rửa luôn hả? Chưa rửa đó đất. Mới về chưa rửa luôn. Đã ha. Ừ. Bao nhiêu tiền? À, 2.500 à. Bao 2.500 giờ. Ồ cái yên của ông Mỹ nó khác nè, ha. Dạ, không? Chắc không? Ồ. Vỏ đồ đẹp lắm. Toàn tiếng Anh không? No out. Con này giang ba. Ha? Con này nhiêu? Hồi nãy nói nhiêu? 301 à, báo giá. Mấy? 301. 310 triệu. 6.610 số bụng nha nè. À. Xe còn đẹp. 6.610 số bụng. Cầu lớn không? Cầu lớn. Hai bánh, cái dàn bánh rin luôn hả? Rin luôn chưa? Ung rin mà đẹp quá ha. Không một chút răng nứt luôn á. Vỏ Michelin đàng hoàng. Vỏ Michelin luôn đây. Này, heo đó là heo nó mắc tiền lắm, heo nó tới mấy heo tròn. Heo tròn đời mới nha. À. Heo tròn. Tết mà tết đời mới. À. Hai lượt luôn. Heo này nó có một cái ti thôi. Tết nó sẽ tết. Không, ý là nó có một cái ti thôi, nó bơm lên xong cái dòng kia nó sẽ quay, nó đẩy, nó chỉnh cái dầu. Này lóc gần nhìn đã. Nó chỉnh cái dầu theo cái mà cái tua của thí dụ theo cái máy. Có nghĩa là nó chạy tới đâu nó mở dầu. Nó mở dầu từng nhịp mà ung còn nhận dạ vỏ chất lùi ha. Okay, ha. Rồi con này cái gì đây? Con này là đọc qua cái này gì đâu dùng cái mắc mờ quá không thế. F535 là 53 mã lực. Là xài F là bơm bét dầu tí nhỏ. Con đã chưa? Đó, này máy lạnh nha. Ý là F đây là xài bét dầu tí nhỏ, bét kim. Nói thẳng là vậy. Ồ cha. Cabin đồ còn mới quá ha. Mới chứ. Ừ. Chạy mới có 2000 giờ ta. Ít vậy ta. Ít lắm máy nha. Ồ cha, cabin đồ ghế nỉ đồ đẹp chưa? À. Ồ, con máy này dạ, bằng này bằng nhựa ha. Máy lạnh đồ đã ha. Con này chắc á. Sẽ là phiên bản viên sao nhập về y vậy luôn. Cơ luôn coi. Trong hãng ra luôn. Bên vừa cơ vừa điện đây. Ừ, vừa cơ vừa điện. Ồ. Dễ xài. Bao nhiêu tiền? 160 triệu. 160 triệu. 53 mã lực, cabin máy lạnh đẹp long lanh. 160 triệu. Để nó dơ nè, gà nó lên nè, chó nó lên, mèo lên, dơ. Rồi, vậy thì ok. Ồ, đây có cả VF nữa. V52F nữa. Ồ, quá đẹp ha. V đây, rồi. Hàng V đây. V52F. Hàng này là bao cuốn rơm. À. Công dụng nó là cuốn rơm. Cuốn rơm. Bao lẹ. Ừ, chạy ruộng bao lẹ. Bao nhiêu tiền? 201 mở này ra không? 201 coi không? Không, mở bên kia, không mở bên này. Mở bên kia không thiệt mà, đúng rồi, mở bên heo. Không mở bên lợn. Con này chạy mới có 743 giờ ta. Ngon lắm, cực kỳ. Đúng V52 nha. Ừ. Ôi trời, nước sơn rin luôn ha. Từ A đến Z ha. Heo nó nằm bên kia nè, heo nằm bên trái. Ồ, heo nằm bên trái ta. Ồ, hay ha. Nè, coi này coi không? Tay lái thì trợ lực hả? Nhìn cái này là biết nó tay lái trợ lực hả? Trợ lực. Đây nè, bình nhớt của tay lái trợ lực nè. Có hai bơm nha ông Hạnh. Thì đúng rồi, hai bơm. Thì bơm này của tay lái trợ lực nè. Wow. Bồ trắng hiếu luôn ha. Wow, mở mở heo cho ta coi chút. Ê, mở coi đi. Ừ. Rồi, đây.
Nhìn là ghiền liền. Đó, Tiger là con cọp đây. Wow, heo cái này lại nằm bên trái ra. Hay ha. Đó, mai đã. Ừ. Nhìn nè. Bảy ông chẳng thiếu. Sơn nó ra là lượt hai lượt để lóng nước. Ừ. Lượt nước, lượt thô. Đây lượt này. Này đó chứ. Đúng rồi. Lượt dầu, lượt nước. Xài bơm hả? Bơm tay hả? Bơm tay nè. Nó bơm tay chứ. Bơm tay rồi trong đó có cam. Nó có cam nó bơm ra. Bơm tông ra. Máy ngon rồi. Bồ trắng khiếu. Đúng rồi. Rửa lên mới lắm. Mâm thì có xét xét chút để cho nó ghi thêm. Ê, mày để rin đừng có sơn. Cứ vậy đi, vỏ còn quá đẹp luôn. Ra rặn vậy bình thường, chạy bình thường. Không có gì, vỏ sao mới thay hả? Mới thay vỏ bơm. Vỏ có nói về răng nứt quá. À, nứt quá thay thôi. Hay coi ta cũng chê không? Gắn vỏ đẹp đẹp vô cho bà con xài luôn. Biết đâu chừng có thằng nó khen ông công nhận vỏ này nứt đã thiệt, nứt dữ thiệt. Rồi ok rồi. Em Bảy đẩy cái nắp này vô xong rồi đứng ngay đây anh chụp tấm hình làm kỷ niệm. Cảm ơn Sói Ca nhiều nha. Không, em đứng em chụp cái nắp rồi em cảm ơn. Em chào khán giả của Sói Ca đi. Rồi em đứng ngay đó rồi ok. Đúng. Em mình nông cơ với gì chào khán giả Sói Ca TV nha. Rồi hôm nay Sói Ca TV tới nông cơ bởi vì lâu rồi mấy năm rồi Sói Ca mới lại đây để làm video. Rồi chúc bà con trong cả nước được sức khỏe dồi dào nha, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Chúc bà con nông dân, chúc bà con nông dân mình trúng mùa được giá luôn. Làm gì trúng đó. Làm bóp trúng bóp, làm lúa trúng lúa, làm đậu trúng đậu, làm ngô trúng ngô. Cảm ơn anh em. Nhưng mà mua được chiếc xe thì thật là ngon đúng không? Rồi mua chiếc xe của Bảy Gì thì thiệt là ngon đúng không? Rồi cảm ơn Bảy Gì nhiều ha. Rồi mến chào các bạn. Số điện thoại thôi để ghi sau đi ha. Rồi ok.